tham dự tọa đàm, các nhà quản lý, diễn giả và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch, dịch vụ cưới, đơn vị tổ chức sự kiện cưới trong nước và quốc tế, đánh giá cao năng lực và lợi thế của điểm đến cưới Đà Nẵng, đặc biệt đối với thị trường khách Ấn Độ, quốc gia nổi tiếng với các đám cưới du lịch xa hoa. Tính riêng 2 năm qua, Đà Nẵng đã được chọn làm nơi tổ chức hơn 20 đám cưới Ấn Độ. Tại tọa đàm, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố thông điệp nơi khởi nguồn hạnh phúc trong kế hoạch truyền thông tiếp thị cho điểm đến cưới Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025, cũng như dự thảo kế hoạch phát triển du lịch cưới Đà Nẵng 2024-2025 và chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới. Đây là những hành động cụ thể để Đà Nẵng hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ và tạo dựng thương hiệu điểm đến cưới đẳng cấp quốc tế.